Chào bạn, trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về máy quang và thông qua một cái hình thức đó là hỏi đáp. Và ở đây thì sẽ đặt ra những câu hỏi và mình sẽ đưa ra những cái câu trả lời. Một bạn hỏi như thế này: em làm mô hình có đầu đèn đấy và dùng đầu đèn X quang công suất thấp, thì đáp như sau: có rất nhiều cái vấn đề về cách điện và nếu không có kinh nghiệm thì sẽ không thành công. Và nói thật với bạn ấy, chúng tôi đã sửa chữa rất nhiều cái máy X quang và tuy nhiên cái việc quấn biến thế cao áp ấy thường dẫn đến thất bại, và mãi trong cái thời gian gần đây thì mới thành công. Tuy nhiên chỉ ở các biến áp công suất lớn mà thôi, vì nó có được cái khoảng không gian cách điện lớn. Và nếu như làm mạch ngăn áp để có dòng 15A thì khó đấy, bởi vì nhân nhiều thì dòng càng nhỏ, mà muốn dòng lớn thì tụ phải lớn. Tụ lớn có nghĩa là dòng nạp lớn. Dòng nạp lớn thì không tìm được cái diode cao thế có dòng lớn hơn. Và mình chưa thấy cái máy X-quang nào có dùng mạch ngăn áp. Chắc là vì lý do gì đó mà mình chưa biết. Đúng không? Nếu mà bạn làm mạch cao thế thì bạn nên dùng cái bobin đánh lửa của xe Honda ấy để đổi lấy cái lõi sắt ferric và quấn lại cái sơ cấp cho dao động với tần số là vài ký hertz thì có thể giải quyết được vấn đề này. Công suất đạt khoảng là lớn hơn 100W, toàn bộ đầu đèn bộ cao thế cho vào một cái hộp sắt bọc chì để có dầu cao thế đấy. Một bạn hỏi tiếp theo đó là: đối với phim X quang dùng cho máy digital radiography thì phim đó có cấu tạo nó có giống với phim truyền thống hay không? Đấy. Thì mục đích là sử dụng X-quang để quan sát theo mặt trời. Theo một số tài liệu thì phim X-quang truyền thống còn nguyên thì nó được sử dụng có lớp bạc là bromua phủ lên trên, và bạc bromua có hấp thu tia UV và xanh dương phản xạ tia xanh lá và xanh đỏ. Khi chúng ta thả phim vào thuốc develop thì hình ảnh sẽ hiện ra nhưng nó vẫn còn tác dụng bởi bởi ánh sáng. Sau đó cho vào thuốc Fischer thì phim sẽ không còn bị tác dụng bởi ánh sáng nữa. Nơi mà có tia X đi qua thì mũ bạc vẫn vẫn còn, mà nơi tia X đi qua mũ bạc sẽ lấy đi. Đấy. Mình thấy một số bạn lại hướng dẫn cái phần đen nhất của phim đấy thì để quan sát mặt trời, trong khi cái phần đen nhất là phần tác dụng với tia X nhiều nhất. Và khi vào thuốc Fischer thì muối bạc bromua bị lấy đi thì làm sao chúng ta quan sát an toàn được đấy, đúng không? Phim X quang nếu như mà không phơi sáng thì lúc rửa sẽ có màu trắng trong suốt, hơi ngả sang màu đục tùy vào loại phim. Bởi vì sao? Bởi vì muối bạc nó mất hoàn toàn. Nếu phơi sáng lâu sẽ chuyển sang màu đen đậm, muối bạc sẽ hoàn toàn không bị mất. Nếu phơi sáng ít thì có màu đen nhạt, tức là muối bạc nó bị mất ít đi. Như vậy phim X quang sau khi phơi sáng sẽ mất đi nhiều hay ít bạc mà thôi. Các loại phim in nhiệt thì mình không biết có công thức cấu tạo như nào đấy, nhưng mà xin vắn tắt lại vài câu hỏi, tóm tắt lại cái cho bạn hiểu được đấy. Câu hỏi thứ tư đó là:
Có bạn nào có cái máy kinh nghiệm có kinh nghiệm về cái máy Lithium 300 mAh của Hàn Quốc hay không? Đấy. Thì cụ thể là muốn vào service mode của máy đó thì chúng ta nhấn phím tổ hợp nào. Đấy. Và máy cái chỗ bạn đó thì có những cái hiện tượng như sau, đó là đối với các kV nhỏ hơn 80 kV thì khi phát tia ở bất kỳ giá cứ cái giá trị miliampe nào thì tốc lớn hay nhỏ thì nó đều báo lỗi là over mili ampere euro. Đối với các kV lớn hơn 80 kV thì vẫn có thể phát tia bình thường. Đấy. Và đối với mà kV bằng 80 thì thỉnh thoảng nó cũng có báo lỗi trên. Thì anh có cái chiêu gì giúp cho em kiểm tra và khắc phục cái lỗi này được hay không? Thì mình đáp như sau. Máy X-quang sau khi mà lắp ráp được cài đặt setup các thông số kV và miliampe thì khi mà bạn đặt thông số kV cao thì vi điều khiển tự động hạ tần số dao động filament xuống, và ngược lại khi công suất đầu đèn sẽ không bị quá tải. Sau khi sử dụng một thời gian thì thời gian pin cho RAM sẽ hết điện. Đấy. Và các thông số bị mất cho nên là cần phải calibre lại cái mili ampe và kV lại. Đấy, nếu calibre mà nó vẫn còn báo lỗi thì bạn xem mạch hồi tiếp KV nó như thế nào. Đấy. Và bạn cũng cần chú ý là khi mà máy hư hỏng thì như vậy là tuyệt đối không được để thời gian phát tia quá lâu vì có thể làm hư đầu đèn đấy, đúng không? Trong khi cái calibre thì thỉnh thoảng xem đầu đèn có nóng quá không, nếu nóng thì chờ nguội rồi mới tiếp tục calibre. Đấy. Ok, và như thế thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi hỏi đáp trong cái bài ngày hôm nay. Và nếu các bạn thực ra những cái buổi hỏi đáp này nó có trong cái diễn đàn điện tử eSIN ấy, được các thành viên họ tổng hợp lại, được họ hỏi đáp với nhau và được mình tổng hợp lại. Đấy.